Đây là cái hệ thống tinh luyện dầu ăn. Đó thì tất cả các quy trình này nó ở trên sơ đồ này nhé. Thì thiết bị này nó bao gồm những cái gì? Đây là hệ thống lọc xử lý nắng cặn này và xử lý axit này. Đấy, đây là cái thùng chứa cái dung dịch. Đấy, dung dịch sẽ dầu sẽ đưa vào hai cái thùng này. Sau đó dung dịch sẽ được đưa vào đây. Đấy, dầu được gia nhiệt và có cánh khuấy này. À, dung dịch sẽ đưa vào đây để trung hòa và tạo kết tủa. Đó. Sau khi xử lý nắng cặn kết tủa bên đây thì dầu sẽ được bơm sang cái thùng này. Đây là cái bầu xử lý trong môi trường chân không có cánh khuấy là để xử lý màu. Đó. Đây là thùng xử lý màu. Màu sau cái dầu sau khi được xử lý màu xong thì đưa sang một cái hệ thống lọc tinh. Đây là hệ thống lọc lá cũng trong bằng sử dụng khí nén. Đấy, thì cái khí nguồn khí nén này thì sẽ được đưa qua một cái bình khí nén đây. Đó, bình khí nén. Đó, thì dầu sau khi mà được lọc đây rồi lại đưa qua một hệ thống, đưa qua một cái lọc túi. Đó, lọc túi được bơm, sau đó là được bơm qua để kinh đây. Đây là cái quy trình xử lý mùi. Đó. Mùi, xử lý mùi và tách nước trong dầu. Đấy, nước thì thông qua cái hệ thống hơi này thì đi qua cái hệ thống nguồn khí nóng từ đây sẽ được tách nước ở đây và đưa vào cái bầu chứa này. Bầu chứa này cũng là xử lý trong môi trường chân không. Đó. Đấy, thì dầu sau khi đưa ra bước này là được đưa vào thông qua một hệ thống bơm là bơm vào cái thùng chứa này ở đây. Đó, thì đây là chính là cái quy trình chung của cái hệ thống lọc dầu tinh luyện.